Xin cơm à, con đang làm gì thế? Con đang chơi với chuồn chuồn. Chuồn chuồn sao? Vâng ạ. Mẹ chơi với con có được không? Vâng. Chào cô. Tôi không hiểu ý cô nói. Hôm qua các bé trai đang chơi cùng với lũ thỏ. Sau một lúc thì Jin Gum chắc đã thấy chán. Em ấy đã cắt bỏ tai của con thỏ. Jin Gum à, phẫu thuật ruột thừa không phải chuyện gì lớn đâu. Bác sĩ nói rằng mẹ có thể xuất viện vào tuần sau. Con có thể về nhà và mang sách vở với quần áo cho ngày mai không? Tại sao à? Sao con có thể ở nhà một mình được? Ở đây với mẹ đi. Mẹ tiếp nhận điều trị ngoài trú đi. Nếu phẫu thuật ruột thừa không phải là chuyện gì to tát. Ở đây ồn ào và không thoải mái. Con à, ăn cơm thôi. Vâng ạ. Này chắc còn làm gì nữa? Phải đi cùng chứ, để áo khoác đi. Mày chắc phải đi học. Đi thôi. Một, hai. Năm 2010.